Ở nơi đây nó có một cái phòng cho đài chiếu phim, à phim trường, phim và tài liệu giới thiệu về những đặc công đường sắt ở đây. À, cái rạp chiếu phim thời đó là như vậy. Đây, cái rạp chiếu phim thời các chiến sĩ đặc công đường sắt là như vậy. Và ở đây những phim này có những người Mỹ làm phim tư liệu nói về đặc công đường sắt ở trên TV. Và ở đây một cái tiêu biểu cho lực lượng ở trong đường sắt là những khẩu súng ngày xưa họ xài ở trong đường sắt đây. Có đại liên, là có súng phòng không, rồi có cạc pin, có M16, đủ các loại súng. Thượng liên rồi đầy đủ. Đó là những cái súng mà ngày xưa đặc công đường sắt đã xài. Họ trưng bày ở đây. Đây là những cái bài phim, những cái tập phim tư liệu của Mỹ nó quay lại Việt Nam mình chiếu cho những cho quan khách coi, những người mà tham quan du lịch coi. Và ở đây là cái phòng chiếu phim ngày xưa nó là như vậy ha. Thi thương gì đâu. Ôi kìa. Ok. Nói chung là mình cũng không thể ngờ được mình thời ngày xưa lính nó vùng ba, không phải mà làm miền sông nước, cho nên mình không hiểu được cái những người sông nước như là đường sắt này họ bố trí lực lượng như thế nào. Nói thẳng lại vậy, lính thì lính bên nào cũng khổ cả, nhưng một cái điều mình nói đây là mình nói là lính đặc công đường sắt mình thấy nó khủng khiếp. Họ có thể là mình họ ngâm theo dây thoại là họ có thể ngâm mình dưới nước suốt ngày bởi họ không có lên bờ được. Ở đây là rừng nước, rừng ngập mặn, cho nên vì đó mình nghĩ là những cái này họ chắc là họ tái tạo lại hoặc là họ thiết lập lại để mà tưởng nhớ những cái mô phỏng những cái hình. Chứ ngày xưa tôi nghĩ chắc là không có cái này đâu. Mình thấy mình cũng thực sự là xúc động, bởi vì nói chung là không có cái khổ nào giống như cái khổ nào, và không có cái cực nào giống như cái cực nào. Nhưng mình thấy ở đây cái cực đây nó quá sức tưởng tượng, ngoài cái sự mà chịu đựng của con người. Ngâm dưới nước 24/24 còn chết mẹ rồi, làm sao sống nổi trời. Mùa này là mùa khô thì ở dưới này nó còn chút xíu nước, nhưng mà khi mà cái mùa nước rũ thì ở đây hầu như là như con sông, làm sao thì sống. Mấy cái này là coi như họ dựng lại thôi, nó hẳn là biết là vậy. Rồi có những cái mà mình không thể hiểu nổi, nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều cái lắm. Đó, đây có cái bản chỉ dẫn nè, để mình đọc cho mọi người nghe. Hầm trú ẩn do địa hình nước ngập và sình lầy nên phải đắp nổi lên như thế này để tránh đạn pháo của địch. Khi nước lớn ngập vẫn sử dụng được. Qua nhiều lần sử dụng hầm chữ A, cán bộ chiến sĩ thấy có nhiều nhược điểm đã sáng tạo thêm hầm chữ T, hầm ba cửa để tránh được nhiều đợt B-52 nổi gần nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Ở phía bên kia đó là hầm chữ H, là hầm bốn cửa cũng để tránh phi pháo của địch bắn vào căn cứ. Khi trú ẩn bên trong dễ quan sát bắn ra bên ngoài. Quá. Đây là thời đại 4.0, đó là hai cái toilet. Mình mới thấy có dây điện tới, đây là đồ hiện đại. Còn đây là tái tạo lại như cái của ngày xưa, thật sự là mình cảm thấy là mình xúc động.
Ok. Xa xa vẫn thấy ngọn cờ của màu đỏ, cờ đỏ sao vàng của đất nước Việt Nam chúng ta. Để được có như ngày hôm nay, biết bao nhiêu bác, bao nhiêu biết bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, máu và máu. Ok, tạm biệt.